chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Tác giả Gu Duc Song. Chương 2: Thỉnh giáo chuyên gia quản lý tài chính, giải mã bí quyết làm giàu. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. 8 giờ 55 phút như thường lệ, Chu Sốc Chun bước vào sảnh công ty, nhưng không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. Mọi người đang tập trung bàn tán trước bảng thông báo của công ty. Chu Sốc Chun cũng chen vào xem. Thông báo về việc thu hồi nhà ở của công ty. Đối tượng thông báo: các nhân viên đang ở trong khu nhà ở của công ty, người phê duyệt, phòng nhân sự. Do khủng hoảng kinh tế, gần đây doanh thu của công ty sụt giảm nghiêm trọng, việc xoay vòng vốn gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết tình trạng này, hội đồng quản trị đã nghiên cứu và đi đến quyết định thu hồi toàn bộ nhà ở phúc lợi, chỉ thu tiền quản lý mà công ty đã phân cho các nhân viên. Quyết định này sẽ gây khó khăn cho các nhân viên đang ở nhà của công ty, mong mọi người thông cảm cho những khó khăn của công ty, vui lòng hoàn trả nhà cho công ty trong vòng 3 tháng kể từ khi có thông báo này. Công việc kinh doanh của công ty gần đây xuống dốc nghiêm trọng, mọi người đồn nhau rằng công ty sẽ có biện pháp ứng phó, nhưng không ai ngờ lại nhanh đến vậy. Đọc xong thông báo, người đầu tiên Chu Sốc Chun nghĩ đến là Oh Jun Bi, cậu ta ở nhà của công ty từ ngày đầu tiên đi làm. Gầy gò rồi đây, chắc cậu ấy sốc lắm. Trong phòng làm việc, mọi người xôn xao bàn tán, thông báo đột ngột kia làm ai nấy chẳng còn lòng dạ làm việc. Mấy người ngồi trong phòng nghỉ cũng đang bàn luận về vấn đề thu hồi nhà. Phòng Chu Sốc Chun cũng có 2 nhân viên đang ở nhà của công ty. Xem ra giám đốc Giang cũng có vẻ không hài lòng. Chu Sốc Chun gác công việc lại, đến phòng nhân sự để tìm hiểu tình hình. Anh thấy mấy người đang nói chuyện với trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng này, làm vậy có phải hơi quá đáng không? Bỗng nhiên bắt chúng tôi chuyển đi, chúng tôi biết đi đâu bây giờ? Trước đây công ty cho chúng tôi chỗ ở, nói là phúc lợi của công ty tốt nhất cả nước. Bây giờ bắt chúng tôi chuyển đi thì chúng tôi sẽ sống thế nào? Mọi người đừng bi quan như vậy. Lần này chủ yếu là do công ty kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng không còn cách nào khác. Mọi người có thể kêu ca với tôi, nhưng những khó khăn mà công ty đang gặp phải, mọi người đều biết cả. Chưa điều chỉnh về nhân sự đã là may lắm rồi. Nếu không bán nhà thì có lẽ hơn 30 nhân viên bị thôi việc. Từ đầu năm, lợi nhuận của công ty không được như trước, nên hội đồng quản trị đã đưa ra phương án cắt giảm phúc lợi. Bán nhà cũng là một phần trong phương án tổng thể. Lời giải thích trần tình của trưởng phòng nhân sự khiến mọi người không nói gì thêm nữa. Mọi người trở về phòng làm việc của mình. Chu Sốc Chun cũng không biết thêm thông tin gì. Sau khi về phòng, anh thấy phó chủ nhiệm Kim và phó chủ nhiệm Ly đang đưa đơn xin nghỉ phép cho trưởng phòng. Họ muốn nhanh chóng bàn bạc với vợ con về vấn đề nhà ở. Trưởng phòng Trang cũng không biết nói gì, đành phê chuẩn đơn của họ. Chu Sốc Chun không về bàn làm việc của mình mà đến phòng vật tư tìm Oh Jun Bi, nhưng cậu ta không có ở đó. Mọi người xung quanh cũng không biết cậu ta đi đâu. Cuối cùng tìm đến phòng nghỉ, thấy Oh Jun Bi đang ngồi chán nản nhìn vào máy tính. Chu Sốc Chun lấy 2 ly cà phê từ máy bán hàng tự động rồi đến ngồi cạnh cậu ta. Ông làm gì thế? Ông đấy à, tôi đang xem mạng. Cậu ấy di chuột một cách khó nhọc. Cậu xem gì đấy? Trang web bất động sản à? Trong 3 tháng, tôi phải tìm được nhà để chuyển đi, nên tôi muốn tìm hiểu một chút về giá cả thuê nhà khu vực quanh đây. Thế nào? Còn căn nhà nào phù hợp không? Ôi, còn phải hỏi. Diện tích tương đương với căn nhà tôi đang ở thì tiền thuê rất đắt. Chẳng phải ông có tiền tiết kiệm sao? Tôi phải trả tiền nhà cũng đang hết hơi đây. Làm gì có tiền tiết kiệm? Oh Jun Bi uống một mạch hết cốc cà phê rồi nói. Sao cơ? Không có tiền tiết kiệm? Chu Sốc Chun không tin vào tai mình, bèn hỏi lại. Tôi chỉ có quỹ ở nhà là 2 triệu won, cùng với sổ tiết kiệm mỗi tháng là 200.000 won trong 2 năm. Đấy là toàn bộ tài sản của tôi. Bây giờ tôi bắt đầu nghĩ đến chết rồi đấy. Oh Jun Bi hai tay ôm đầu,
trông rất khổ sở. Không phải chứ, tiền lương mỗi tháng của ông dùng vào việc gì rồi? Ông không phải nuôi cha mẹ, cũng không phải chăm sóc người ốm. Câu trả lời của Oh Chun-bi làm Chu Seok-chul vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng không biết tiền đi đâu nữa. Chắc chắn phải tiêu vào chỗ nào rồi chứ? À, ông cũng biết rồi đấy. Tôi và vợ tôi rất thích du lịch. Cuối tuần nào chúng tôi cũng đưa con đi du lịch. Đến kỳ nghỉ con đi biển. Cũng vì thích đi du lịch nên chúng tôi đã mua một chiếc xe Việt dã. Tuy tôi sống không có kế hoạch gì, nhưng tôi chỉ tiêu trong khoản tiền mình có thôi. Chỉ phung phí trong điều kiện cho phép. Chẳng lẽ lại sai à? Trời ơi, ông chưa bao giờ tiết kiệm đề phòng lúc nguy cấp à? Không có. Nếu có người tiếp thị bán bảo hiểm thì tôi còn có thể suy nghĩ. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một chút tiền thâm niên công tác thôi. Thực ra tôi cứ cho rằng tiết kiệm là không cần thiết. Nghe Oh Chun-bi nói, Chu Seok-chul ý thức được mình đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng đến cỡ nào. Thế bây giờ ông tính thế nào? Tôi không biết nữa, còn thế nào nữa, chỉ còn 3 tháng thôi. Oh Chun-bi đóng trình duyệt máy tính rồi đứng dậy. Dù có thế nào cũng phải tìm ra cách giải quyết chứ. Rồi sẽ ổn cả thôi, số trời đã định rồi, ông cũng đừng lo lắng quá. Oh Chun-bi kết thúc cuộc nói chuyện bằng học thuyết thiên mệnh quen thuộc. Về đến phòng làm việc, Chu Seok-chul đứng ngồi không yên. Bản thân anh cũng đang sống trong những ngày tháng giật gấu vá vai để trả nợ. Với tình trạng tài chính này, chẳng may có một sự cố xảy ra với anh thì hậu quả cũng không biết sẽ như thế nào. Chu Seok-chul vắt óc tìm cách ứng phó. Anh cho rằng nếu tiếp tục sống như thế này thì chỉ có nước chết. Suy nghĩ này làm anh càng bất an hơn, không còn tinh thần làm việc nữa. Anh hoang mang lật dở tài liệu, mở ngăn bàn, tìm kiếm lung tung để giết thời gian. Chủ nhiệm Chu, anh có nhà rồi mà, sao phải lo lắng như vậy? Nhìn biểu hiện bất thường của Chu Seok-chul, trưởng phòng Trang cất lời hỏi. Sao anh lại cho rằng đó không phải là việc của tôi? Họ đều là đồng nghiệp của tôi. Tôi biết là nhà anh có tiền, nhưng cũng không nên bàng quan với những người xung quanh mình như vậy. Không ngờ Chu Seok-chul lại cao giọng phản bác, làm cho các nhân viên ngồi phía xa cũng quay lại. Ơ hay, sao anh chỉ biết một mà không biết hai? Anh có biết một buổi sáng anh không làm gì sẽ gây ra tổn thất lớn như thế nào cho công ty không? Lãng phí thời gian cũng sẽ dẫn đến việc phải thu hồi nhà. Nếu anh thực sự muốn giúp các đồng nghiệp của mình thì anh nên chăm chỉ làm việc từng giây từng phút, giúp công ty hoạt động hiệu quả trở lại, có đúng không? Trưởng phòng Trang nói rất đúng, nhưng Chu Seok-chul cho rằng trong lúc này mà cũng nói được những lời như vậy thì trưởng phòng Trang quả là một người không bao giờ phải đau đầu vì kế sinh nhai. Anh mím môi lại đi ra hành lang, đến phòng nghỉ uống cà phê với tâm trạng đau khổ. Bỗng anh nhớ tới tấm danh thiếp của giáo sư Masu mà Munwa gửi cho anh. Xem ra mình phải gác lại những việc này, hẹn gặp giáo sư Masu xem sao. Tiền chạy đâu hết rồi? Văn phòng của giáo sư Masu nằm cạnh tòa nhà Star Tower gần bến tàu điện ngầm. Chu Seok-chul ngước nhìn bảng chỉ dẫn giữa sảnh. Anh quyết định đợi ráo mồ hôi mới lên. Vì không muốn nghe trưởng phòng Trang phàn nàn nên anh hẹn gặp giáo sư Masu và giờ nghỉ trưa. Mới tháng 6 mà nhiệt độ đã tăng cao bất thường. Chỉ đi vài bước từ bến tàu điện ngầm vào mà lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Từ tấm bảng chỉ dẫn chẳng chịt, anh biết văn phòng công ty tư vấn GBE chi nhánh châu Á mà giáo sư Masu làm việc nằm trên tầng 17. Anh đi theo nhân viên tiếp tân đến văn phòng của giáo sư. Chào giáo sư, em là Chu Seok-chul ạ. Ôi, rất vui được gặp lại cậu, lâu quá rồi nhỉ. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng giáo sư Masu trông vẫn như xưa. Trái lại còn có phần thân mật hơn trước, điều này làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Giáo sư bận như vậy mà vẫn bớt chút thời gian để gặp em cảm ơn giáo sư ạ. Chu Seok-chul đưa tay vào đầu ra vẻ có lỗi vì đã không đến thăm giáo sư sớm hơn. Cậu đừng nói vậy, tuổi tôi cũng cao rồi, được gặp những học sinh cũ quả là một niềm vui lớn. Nào, lại đây ngồi đi. Gặp lại Chu Seok-chul, giáo sư có vẻ vui thực sự.
Sau màn chào hỏi, Chu Sốc Chun và giáo sư ngồi uống trà. Tuy ngoài mặt anh vẫn tỏ ra rất điềm đạm, bình thản, nhưng trong đầu anh chỉ quanh quẩn với ý nghĩ mau nói cho em biết bí quyết quản lý tài chính của thầy đi nào. Em nghe nói thầy vẫn còn nhớ em vô cùng ngạc nhiên vì em chỉ học thầy mấy tiết, sau đó cũng không gặp lại. Chu Sốc Chun bất cẩn nhắc đến chuyện không vui của mình. Sao tôi có thể quên cậu được? Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi giảng bài ở nước ngoài với vai trò là giáo sư thỉnh giảng. Không ngờ mới dạy được vài buổi đã tranh luận với cậu, tôi cũng thấy hơi ái ngại. Em rất xin lỗi. Chu Sốc Chun có vẻ bối rối nhưng thực ra anh không hề để ý đến lời giáo sư. Không không, có gì đâu mà xin lỗi. Tôi thấy đó là một kỷ niệm vui. Khi đó cậu cũng đã đưa ra quan điểm của mình một cách rất khoa học. Tôi đã rất ấn tượng về cậu. Tuổi trẻ thì cần phải như vậy. Ngoài ra tôi cũng rất ấn tượng về một lần khác. Cậu còn nhớ không? Nói xong giáo sư mỉm cười. Em không biết, lần nào cơ ạ? Chu Sốc Chun rất ngạc nhiên. Chính là bài báo cáo của cậu. Báo cáo? Ý thầy là bài báo cáo viết về kiếm 100 triệu won. Đúng vậy, tôi đã ra đề tài đó cho bài kiểm tra giữa kỳ. Tôi ấn tượng mạnh về bài báo cáo đó của cậu. Từ đó tôi luôn muốn gặp mặt nói chuyện riêng với cậu. Cậu còn nhớ cuối bài báo cáo cậu viết gì không? Em xin lỗi, em chưa nhớ ra ạ. Đã 10 năm trôi qua, ngay bản thân mình còn không nhớ nổi cuối bài báo cáo viết gì, Chu Sốc Chun không hiểu giáo sư Masu đang muốn nói đến chuyện gì. Giáo sư Masu hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà, dường như đang cố gắng chắp vá từng mảnh ký ức lại với nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cậu đã viết như thế này. Sống trong thời đại ngày nay, ngay từ khi mới bước ra xã hội, phỏng vấn xin việc đã phải dựa vào tiềm lực kinh tế của gia đình. Một người vừa không có điều kiện kinh tế, gia đình lại không có thế lực như em, sau này khi bước ra xã hội rất khó kiếm được 100 triệu won. Những người xuất thân nghèo khó càng khó phá bỏ gông xích của nghèo khó. Ngược lại, những người xuất thân giàu sang lại càng ngày càng giàu. Lẽ nào đây chính là đặc tính của chủ nghĩa tư bản? Những người khác đều viết về làm thế nào để kiếm ra 100 triệu won, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Chỉ có mình cậu là dùng luận điệu bi quan để kết thúc bản báo cáo. Lúc đó tôi thấy cậu quả là một sinh viên có cá tính. Có lẽ cậu không quan tâm đến điểm số, mà trong lòng cậu nghĩ như vậy thật nên mới viết vào bản báo cáo. Nghe thấy nói em mới nhớ ra, bây giờ em vẫn giữ quan điểm đó. Vậy sao? Vậy thì tôi càng không yên tâm. Khi còn học đại học trẻ người non dạ, bây giờ đã đi làm lâu như vậy rồi mà cậu vẫn giữ quan điểm đó. Vậy thì tôi rất lo lắng cho cậu đấy. Em đã thấy mình cố gắng hết sức rồi, nhưng mười mấy năm trôi qua em vẫn không hoàn thành được việc gì. Trong tay chẳng có gì ngoài hóa đơn thanh toán nợ thẻ tín dụng và các loại thông báo thanh toán tiền trả góp. Hôm nay em đến đây cũng muốn xin thầy cho em vài lời khuyên. Một cơ hội đến bất ngờ để anh nói ra chủ đề chính của buổi gặp mặt. Chu Sốc Chun vui mừng khôn xiết, vừa quan sát phản ứng của giáo sư Masu vừa nói tiếp. Có thể em nói hơi quá, nhưng trong xã hội ngày nay mà thu nhập như giáo sư Masu thì thật là hiếm, nhất là ở Hàn Quốc. Lúc bằng tuổi cậu, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Lúc đó tôi đang ở Mỹ, một đất nước được người ta cho rằng đâu đâu cũng là vàng. Tôi lại cho rằng giấc mộng Mỹ ở cách tôi xa quá, suy nghĩ của cậu bây giờ giống hệt với tôi lúc đó. Thế này nhé, tôi sẽ kể cho cậu về bước ngoặt cũng là kinh nghiệm thất bại thời trẻ trẻ của tôi, có được không? Một người gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp như giáo sư Masu mà cũng đã có một thời có cái nhìn tiêu cực về thế giới. Điều này làm cho Chu Sốc Chun vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa, thất bại đó còn là bước ngoặt trong cuộc đời ông. Rõ ràng anh không thể bỏ qua chi tiết này được. Kể từ ngày đó đến nay, tính ra đã hơn 30 năm rồi. Giáo sư Masu hồi tưởng lại chuyện quá khứ, giọng ông trầm xuống, Chu Sốc Chun cũng thở chậm lại. Khi đó tôi thấy mình như đang bị giam cầm trong mê cung tối om. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát về vấn đề tài chính của mình.
Lúc đó là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trước đó tôi có một công việc với đồng lương rất hậu hĩnh, tất cả đều đang tốt đẹp. Nhưng do không biết quản lý chi tiêu, một phần tài sản của tôi đã tan thành mây khói. Lại thêm việc chi tiêu vô độ nên cả số tiền tôi tích lũy được cũng hết sạch. Từ sau khi rơi vào khủng hoảng, tinh thần lạc quan cầu tiến của tôi không còn nữa. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, còn những suy nghĩ ngu ngốc kiểu như khi còn trẻ hãy hưởng thụ thoải mái lại xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của tôi. Mỗi tháng cầm một tập hóa đơn thanh toán nợ thẻ tín dụng và thông báo trả góp, tôi đều không biết phải làm thế nào. Đối với một người chưa từng trải đau đầu vì tiền như tôi mà nói, tiền quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi cần tiền hơn bất cứ lúc nào. Giáo sư Masu uống một ngụm nước rồi kể tiếp. Tiền lương của tôi không thể chi trả hết những món nợ đó, chi tiêu hàng tháng cứ như gió và nhà trống. Về sau, cứ nhắc đến tiền là vợ chồng tôi lại to tiếng với nhau, tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ từ đó. Tôi luôn kêu ca và kể khổ, không hiểu nổi tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh khốn khó đến như vậy. Không ngờ thầy cũng có lúc như vậy, giống hệt tình cảnh của em hiện nay. Nghe xong câu chuyện của thầy mà cảm giác như đang nghe chuyện của mình, Chu Sốc Chun vô cùng ngạc nhiên. Cậu thấy giống à? Nếu đúng như vậy thì câu chuyện của tôi sẽ có ích cho cậu nhiều hơn là tôi nghĩ đấy. Vậy thầy đã vượt qua tình cảnh đó như thế nào? Chu Sốc Chun tin rằng để vượt qua được giai đoạn khó khăn đó, chắc chắn giáo sư Masu phải có bí quyết gì đó. Thuyền đi trên biển, nếu bị mất phương hướng, rất dễ đâm vào đá ngầm, có thể bị vỡ tan. Thâm hụt tài chính cũng giống như con thuyền mất phương hướng. Lúc đó tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, không thể làm được việc, nên tôi đã xin nghỉ phép dài ngày, nhốt mình trong nhà, suy nghĩ lại những vấn đề của mình. Tuy ý chí của tôi không thua kém gì người khác, nhưng muốn tìm ra ánh sáng trong đường hầm đâu phải là dễ. Sau đó tôi đã đi hiệu sách mua một thùng sách về. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng phải tìm ra một cách làm giàu thật nhanh, hoặc là một bí quyết quản lý tài chính mà mọi người không chú ý tới. Không biết tôi đã đọc bao nhiêu cuốn sách. Sau đó thầy có tìm ra được bí quyết không? Mắt Chu Sốc Chun sáng rực, anh vội hỏi. Nếu kiếm tiền dễ như vậy thì e rằng tất cả những người biết chữ đều trở thành một triệu phú, đúng không? Giáo sư Masu cười phá lên rồi nói tiếp. Tuy đã đọc sách rất nhiều nhưng tôi không tìm ra bí quyết nào cả. Những cuốn sách đó chỉ giúp tôi hiểu ra một điều, đó là tôi đã quá thiếu hiểu biết. Tôi không biết cách quản lý chi tiêu, điều đó dẫn đến việc tiền ngày càng chiếm vị thế cao hơn trong cuộc sống sau này của tôi. Tiền chiếm vị trí rất cao trong cuộc sống của giáo sư Masu. Em không hiểu. Chu Sốc Chun ra vẻ không hiểu ẩn ý sau câu nói của giáo sư. Trước đây tôi cho rằng tiền không phải là tất cả. Cũng chính vì suy nghĩ đó nên tôi không có ý thức được việc bản thân mình sẽ phải giải quyết các vấn đề về tiền do chính mình gây ra. Tôi chỉ biết trốn tránh và trì hoãn. Càng như vậy càng khó thoát khỏi vũng bùn. Cuối cùng tiền trở thành chủ nhân của cuộc đời tôi. Tôi không thể kiểm soát được tiền, mà tiền lại có thể khống chế được tôi. Cuộc sống bị tiền khống chế. Nghe đến đây, tim Chu Sốc Chun nặng trĩu. Cứ tiếp tục như thế này, e rằng không lâu nữa mình cũng sẽ bị tiền chi phối. Rốt cục là có chuyện gì ạ? Chu Sốc Chun tròn mắt nhìn giáo sư. Anh ngồi gần giáo sư hơn nữa. Giáo sư Masu đứng dậy, đến bên cửa sổ hồi tưởng lại chuyện năm đó. Ở nước Mỹ, ô tô là vật dụng cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Cho dù số nợ có lớn đến đâu, tiền thuế nợ đến vài tháng, họ cũng không muốn từ bỏ chiếc ô tô của mình. Đối với giáo sư Masu cũng vậy, ông có một chiếc xe thể thao của hãng Chevrolet. Một buổi tối thứ bảy, ông và vợ cãi nhau vì tiền. Anh không thể tiết kiệm được một chút à? Đổ xăng cho chiếc xe cưng của anh thì anh cũng không tiếc gì. Sao không làm gì cho vợ con được ăn ngon mặc đẹp một chút? Em nói gì? Người khác nghe lại tưởng anh là thằng đàn ông để cho cả nhà bị chết đói. Ăn nói kiểu gì vậy? Masu đẩy cửa đi ra, cửa phòng đóng sập lại. Ông lái chiếc xe đi ra khỏi nhà. Ông lái chiếc xe trên đường cao tốc để giảm stress.
Xem ra chỉ có cậu mới hiểu được tâm trạng của tôi. Bay lên nào, ra khỏi đường cao tốc, đi vào đường cái trong một vùng tĩnh mịch, mà dù nhấn hết ga xe, chạy như điên trên đường. Ôi hôm nay thời tiết xấu quá, bản thân đã không vui, lại còn gặp thời tiết âm u nữa. Ông trời cứ như đồng cảm với tâm trạng của ông, một trận tuyết lớn nhất trong vòng 20 năm đã ập đến. Đúng lúc đó, chiếc xe hết xăng, xe lại bị cán đinh đúng chỗ cách trạm xăng vài km. Tuyết vẫn rơi nặng hạt, giáo sư Masu bị kẹt trong đường cái không thoát ra được. Lẽ nào cứ ngồi đây chờ chết, hay là đi bộ đến một nông trại gần đây? Không được, mình không thể để lại chiếc xe của mình ở lại đây được. Ông quyết định chờ xem có chiếc xe nào đi qua không. Nhưng ở nơi vắng vẻ và rất ít xe qua lại, thỉnh thoảng lại có xe chạy qua, nhưng do trời tối nên lái xe cũng không muốn dừng lại. Thời gian dần trôi, nỗi sợ hãi trong ông ngày càng lớn dần. Ông vẫn cứ tâm niệm rằng Corvette là biểu tượng của lòng tự tôn, không thể vứt bỏ được. Nhưng bản thân ông lại ra khỏi chiếc xe và đi về hướng nhà mình. Càng đi càng xa chỗ chiếc xe, ông nghe thấy một tiếng gọi vọng ra từ trong tim mình. Đúng rồi, tốt lắm, trước tiên là cứ sống đã, có xe thì có gì tốt, rồi xem không có xe, mình vẫn sống tốt như vậy, vì vợ con mình phải sống thật tốt. Ông cứ thế men theo đường cái, đến sáng sớm hôm sau thì về đến nhà. Vừa thấy vợ, Masu liền ôm chầm lấy vợ và khóc nức nở. Xin lỗi em, những vấn đề về tiền nong mà chúng ta gặp phải đều do anh gây ra. Nếu có trách thì hãy trách anh. Kể xong chuyện, giáo sư Masu có vẻ nhẹ nhõm hơn. Ý thầy là chỉ có cách vứt bỏ chiếc xe thể thao mới có cơ hội xoay chuyển sao? Đúng là tuổi trẻ có khác, hiểu nhanh thật đấy. Trước đây tôi luôn bị bó buộc trong cái vỏ hào nhoáng đó. Nhưng cũng không có nghĩa là sau khi ngộ ra chân lý đó, thầy có thể giải quyết được mọi vấn đề. Sự thật đúng là như vậy, vứt bỏ vẻ hào nhoáng bề ngoài không thể giải quyết vấn đề tài chính ngay lập tức. Chú Sục Chùn hơi thất vọng. Đương nhiên là như vậy, nhưng quan trọng là ít ra tôi không còn trách móc người khác đã gây ra vấn đề tài chính của mình. Tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với vấn đề chi tiêu của gia đình tôi. Từ đó tôi đã hạ quyết tâm như thế, sau này tôi cũng vẫn làm như vậy. Thực ra sau khi chuyện đó xảy ra, việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là bán chiếc xe đi. Chiếc xe đó là thứ vô cùng quý giá đối với tôi. Từ đó về sau, tôi đoạn tuyệt hẳn với những thứ nằm ngoài phạm vi chi trả của mình. Trong khi giáo sư Masu vẫn đang nói về kinh nghiệm của mình, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thư ký của ông nói nhỏ với ông vài câu. Giáo sư Masu gật đầu ra ký hiệu cho thư ký ra ngoài. Thật là xin lỗi, tôi có khách đến đột xuất, chúng ta dừng ở đây nhé. Không sao ạ, em vô cùng cảm ơn thầy đã dành thời gian cho em. Tuy nói vậy, nhưng chú Sóc Chun cảm thấy rất tiếc. Giáo sư Masu sắp nói vào vấn đề chính rồi, không ngờ lại bị phá đám. Xem ra cậu vẫn chưa hết băn khoăn phải không? Thế này nhé, để tôi xem lại lịch trình làm việc. Tối thứ bảy tuần sau tôi rảnh, cậu đến nhà tôi được không? Thực ra tôi vẫn còn chuyện muốn nói với cậu. Nhận được lời đề nghị của giáo sư Masu, chú Dốc Chuồn vui ra mặt. Được ạ, thưa giáo sư. Hai người hẹn nhau thời gian và địa điểm gặp mặt. Trên đường về, chú Dốc Chuồn thấy bước chân mình nhẹ tênh. Xem ra đến thứ bảy tuần sau, mình có thể giải quyết các vấn đề tài chính trước mắt rồi. Đừng làm nô lệ cho đồng tiền, hãy làm chủ nó. Phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn toàn cảnh sông Hang Gang, ánh mặt trời chiếu chan hòa. Giáo sư Masu ngồi trên ghế ngả, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy thư giãn vô cùng. Giáo sư Masu cầm cốc trà, nhấp một ngụm rồi nói. Cậu thử uống xem, đây là trà ngon bạn tôi mang từ Trung Quốc sang, vị hơi đắng nhưng rất tốt cho sức khỏe. Loại này sản lượng thấp cho nên ông ta cũng tốn một khoản đấy. Hương thơm đặc biệt đó kích thích khứu giác của chú Sốc Chun. Anh uống thử một ngụm trà được pha bằng ấm sứ, thấy miệng đang đắng nhưng khi vào đến cổ họng lại có cảm giác mát dịu đến tận chân răng. Em không hiểu biết gì về trà đạo, nhưng trà này có thể làm cho người ta thấy vô cùng sảng khoái.
10 năm trước, tôi bắt đầu tiếp xúc với trà, sau này dần dần trở nên thích trà đạo. Hai thầy trò chỉ ngồi uống trà mà không nói chuyện gì. Những món đồ cũ bày ngăn nắp trong nhà giáo sư sáng bóng lên. Khung cửa sổ và sàn phòng khách đều được làm bằng gỗ thông. Phòng khách hai tầng thể hiện đẳng cấp của chủ nhà. Bên ngoài cửa sổ là một khu vườn nhỏ, có những người làm vườn đang làm việc ngoài đó. Chú Sóc Chuôn phát hiện ra ông ta cũng đã lớn tuổi, đang đi lại trên con đường trải những viên đá nhỏ màu trắng để cắt tỉa các cây trong vườn. Một lát sau, giáo sư Masu đặt tách trà xuống rồi nói: "Theo cậu, tiền bạc tốt hay không tốt?" Lần đầu tiên được hỏi như vậy, Chu Sóc Chun bất ngờ không biết phải nói gì. Chuyên ngành anh học ở trường đại học là kinh doanh và kinh tế. Sau này đi làm cũng không thường xuyên tiếp xúc với tiền, nhưng anh chưa bao giờ suy nghĩ về giá trị của đồng tiền, cho nên anh không thể đưa ra câu trả lời chính xác ngay được. "Câu hỏi của tôi rất đơn giản, nhưng không dễ trả lời phải không?" "Đừng nghĩ phức tạp quá, hãy nghĩ lại những gì mà mình đã trải qua và nói thử xem cậu nghĩ thế nào về tiền." "Em cho rằng tiền là thứ không thể thiếu, nhưng mặt khác nó cũng đem lại bất hạnh cho con người. Tiền gây ra khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, không những thế, nó còn dẫn tới tranh chấp và thù hận, đúng không ạ? Thực ra em cũng không có ấn tượng tốt lắm về tiền." Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Chu Sóc Chun đều bị đồng tiền xoay vần, cho nên đối với anh, tiền không phải là thứ gì tốt đẹp cả. "Có rất nhiều người giống em, nhắc đến tiền là trong đầu chỉ có những ấn tượng rất xấu. Chính vì suy nghĩ đó nên mọi người có định kiến với đồng tiền, chỉ nhắc đến tiền là đã thấy khó chịu. Khi trong cuộc sống xảy ra những vấn đề kinh tế cũng chỉ biết ứng phó một cách thụ động, chỉ biết trốn tránh, cả đời không thoát ra được lối mòn. Cuối cùng tiền trở thành ông chủ, còn con người lại trở thành nô lệ của nó." "Tiền trở thành chủ nhân của con người là sao ạ?" "Đồng tiền làm chủ và con người làm chủ là hai trường hợp hoàn toàn trái ngược nhau. Khi chúng ta làm chủ đồng tiền, chúng ta có thể thực hiện ước mơ của mình, có thể sống hạnh phúc. Nhưng khi tiền làm chủ thì lại hoàn toàn khác. Lúc đó chúng ta buộc lòng phải vứt bỏ mọi hy vọng và mơ ước. Mục đích của công việc chỉ là kiếm tiền. Cuộc sống chỉ xoay quanh đồng tiền. Bản thân không còn kỳ vọng vào thu nhập trong tương lai, đành phải tuân theo sự an bài của số phận, sống một cuộc sống thụ động. Chính vì lối sống thụ động đó, mọi người tự vạch ra giới hạn cho tiềm lực kinh tế của mình, chỉ hài lòng với hiện tại, lúc nào cũng cho rằng cho dù có cố gắng thế nào cũng chỉ kiếm được đến thế thôi. Khi phải chi tiêu thì cho rằng có tiền không tiêu thì cuộc sống còn có gì thú vị nữa. Đúng vậy không? Cậu có đồng ý với tôi thế không?" Chu Sóc Chun gật đầu. "Thưa giáo sư, em đồng ý với phần lớn quan điểm của thầy. Em thực sự cảm thấy thu nhập và chi tiêu của mình bị giới hạn, nhưng em không cho rằng giới hạn đó là do chính mình vạch ra. Thực tế, cho dù em có cố gắng thế nào, thu nhập cũng không hơn được mức hiện tại. Đây là hiện thực em phải đối mặt. Cho dù có tiết kiệm như thế nào, thì mức chi tiêu cũng vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Điều khiến em buồn nhất là em cũng tiêu pha như người khác, nhưng sao những vấn đề tài chính đó chỉ xảy ra với một mình em? Mọi người xung quanh đều thu nhập như em, cũng đổi xe mới, đôi lúc cũng đưa vợ con đi du lịch, còn sống xa xỉ hơn em, sao lại được như vậy? Đáng ra họ phải khủng hoảng từ lâu rồi. Mỗi tháng cầm trong tay tập hóa đơn thanh toán, em thấy cuộc sống của mình dường như hết hy vọng, làm gì cũng không được." "Cậu nói như vậy không đúng. Bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu muộn rồi thì tôi với cậu ngồi đây còn ý nghĩa gì nữa?" "Cậu có suy nghĩ như vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc sống bị động. Cậu nên bỏ suy nghĩ mọi việc đã muộn, không thể giải quyết được đó đi." Chu Sóc Chun vô cùng băn khoăn. "Bây giờ cho dù anh có hét to, đúng vậy, vẫn chưa muộn, thì trừ khi có một khoản tiền trên trời rơi xuống, nếu không anh không thể thay đổi được một sự thật là anh đang phải đối mặt với vấn đề tài chính." Giáo sư Masu chú ý đến vẻ buồn rầu của Chu Sóc Chun. Ông nói: "Cậu đã từng nghe câu nghèo khó là căn bệnh mãn tính chưa?
Nếu chấp nhận số phận nghèo khổ thì sau này rất khó thay đổi nếu cứ cho rằng đó là số trời. Những người cho rằng nghèo khổ là do số trời, không đấu tranh với nó thì luôn cảm thấy xuất thân nghèo khó là một điều đáng xấu hổ. Nhưng lâu rồi họ cũng quen với suy nghĩ đó, họ học cách thích ứng với cuộc sống nghèo khổ. Khi xảy ra vấn đề, họ còn cho rằng đó là do hoàn cảnh và không chịu cố gắng nữa. Chúng ta không thể thích ứng với nghèo khó mà phải tránh xa nó. Trên thực tế, người giàu thì ngày càng giàu, người nghèo thì ngày càng nghèo đi. Trong số những người giàu, đa số là những người xuất thân từ gia đình có điều kiện, rất ít người xuất thân từ bần hàn. Chu Sốc Chun bắt đầu không đồng tình với quan điểm của giáo sư. Anh cho rằng con nhà giàu không cần cố gắng thì cũng vẫn mua được xe xịn, biệt thự, đến kỳ nghỉ còn được đi nước ngoài chơi golf. Xem ra cậu vẫn nhìn tiền bằng con mắt tiêu cực lắm. Nếu cậu không bỏ quan niệm đó đi thì nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Đến lúc đó chắc chắn vấn đề tài chính sẽ lại tìm đến với cậu. Nói cách khác, khủng hoảng tài chính là lựa chọn của bản thân cậu. Nói vậy, thầy cho rằng chính quan điểm tiêu cực này đã gây ra những vấn đề tài chính sao? Chu Sốc Chun nén lại bực dọc, anh hỏi lại giáo sư. Thái độ tiêu cực của cậu đã chặn đứng dòng chảy của tiền. Xuất thân nghèo khó chẳng có gì đáng xấu hổ, khuất phục trước số phận mới là đáng xấu hổ. Nếu cậu muốn có một cuộc sống sung túc, cần phải thừa nhận tiền bạc là một thứ có ích và vô cùng cần thiết. Bản thân cậu phải hy vọng có một cuộc sống như thế và tin tưởng rằng cuộc sống đó đang chờ đợi cậu ở phía trước. Ngoài ra còn phải đề ra một mục tiêu tài chính lớn hơn và cầu tiến hơn nữa. Giáo sư Ma Sư đứng dậy. Cứ ngồi đây mãi cậu sẽ chán đấy. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Giàu hay nghèo, bạn hãy tự quyết định. Cách đó không xa, dòng sông Hang Gang đang lững lờ trôi. Được đi dạo trong một khu vườn đẹp thế này, quả thật là một thú vui tao nhã. Tuy mặt trời chói chang, nhưng gió vẫn lùa qua những tán lá cây. Chu Sốc Chun im lặng đi phía sau giáo sư Ma Sư. Thế nào, ở đây rất mát mẻ, đúng không? Thưa giáo sư, em vẫn còn thắc mắc, những lời thầy nói em đều hiểu, nhưng suy cho cùng thì em vẫn chưa biết mình phải làm gì, em vẫn rất hoang mang. Đầu tiên cậu phải thừa nhận sự thật này, những vấn đề cậu đang gặp phải là do chính bản thân cậu gây ra. Những tài sản cậu có được hiện nay đều được giới hạn trong phạm vi mà cậu đặt ra. Giáo sư Ma Sư dừng lại bên dòng nước, ông quay đầu lại nhìn vào mắt Chu Sốc Chun. Như vậy nghe hơi vô lý, ai có thể lựa chọn được giàu hay nghèo? Hơn nữa em chưa bao giờ mong muốn bị rơi vào tình cảnh này. Chu Sốc Chun không đồng ý với ý kiến của giáo sư, lấy chân đá viên sỏi dưới đất ra xa. Xem ra cậu cố chấp hơn tôi tưởng đấy. Thế thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho cậu nhé. Đầu tiên, có một điều cậu đã hiểu nhầm, mong muốn và lựa chọn là hai việc khác nhau. Cậu không mong muốn tình huống đó xảy ra, đó chỉ là nguyện vọng của cậu thôi. Nhưng trong cuộc sống, cậu lại có những lựa chọn trái ngược với những gì cậu mong muốn. Cậu phải thừa nhận điều này, tình cảnh hiện nay của cậu là do trước kia cậu đã nghĩ sai, dẫn đến lựa chọn sai. Cậu vẫn không công nhận sao? Chu Sốc Chun nín lặng. Giáo sư Ma Sư vỗ vai anh rồi nói: đa số mọi người đều không dám nhìn thẳng vào vấn đề, bởi lẽ để chấp nhận hiện thực rất đau khổ, cho nên họ muốn trốn tránh, bằng lòng với hoàn cảnh, giống như một người bị mụn nhọt nhưng lại không muốn chữa trị. Cuối cùng thì sao? Đến lúc mụn vỡ ra mới hiểu được một điều rằng thà bị đau khi chữa trị còn hơn là bị đau khi mụn vỡ. Nếu không dám nhìn thẳng vào vấn đề tài chính của bản thân thì tình hình có thể sẽ xấu đến mức không thể cứu vãn được. Vì vậy, chúng ta phải chấp nhận sự thực là chúng ta bị mụn nhọt và phải quyết tâm chữa trị. Giáo sư Ma Sư dừng lại, quan sát nét mặt của Chu Sốc Chun, khuôn mặt anh vẫn thể hiện sự lo lắng. Thế nào, còn muốn nghe nữa không? Xem ra cậu vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Nói thật là em vẫn muốn giáo sư tiết lộ cho em bí quyết kiếm được nhiều tiền hơn là nghe những lý luận về giá trị của đồng tiền và về trách nhiệm của em đối với vấn đề tài chính.
nếu em có nhiều tiền hơn thì chắc em sẽ nhìn nhận về nó tích cực hơn. Chu Sốc Chun chờ đợi rất lâu rồi lấy hết dũng khí nói ra ý đồ của mình. Sao cậu vẫn chưa hiểu ý tôi nhỉ? Nói cách khác, kể cả tôi có giới thiệu cho cậu một vài cách đầu tư, cậu thu lời được lớn, nhưng rồi chẳng bao lâu cậu cũng sẽ mất đi nhiều hơn là kiếm được mà thôi. Nếu cậu hỏi tại sao, thì đó là vì cậu không biết cách làm chủ đồng tiền và quản lý đồng tiền của mình một cách thỏa đáng. Nói đến đây, giáo sư Masu ra hiệu cho người làm vườn đi đến. Sau một hồi nhổ cỏ dại, người làm vườn đang ngồi nghỉ dưới gốc cây đứng lên đi về phía họ. Thưa ông chủ, tôi nhổ cỏ ở phía đằng kia nóng quá nên ngồi nghỉ một lát. Vừa thấy giáo sư Masu, người làm vườn vội vàng giải thích. Không sao, thực ra nhân tiện lúc anh đang ngồi nghỉ, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi muốn hỏi tiền nhập học của con anh lo đến đâu rồi. Ôi, nói đến chuyện đó, quả thật tôi không biết tiền đi đâu hết. Tôi và vợ tôi làm quần quật cũng không kiếm đủ tiền. Sao cuộc sống lại khó khăn thế này? Tiền đều bị những người giàu có giữ chặt trong túi rồi hay sao ấy? Giáo sư Masu vừa hỏi, người làm vườn đã dốc hết bầu tâm sự. Xem ra cũng khó, nhưng anh phải nghĩ cách kiếm tiền để nhập học cho con đi. Oán trách cuộc sống thì có ích gì, chẳng ai tự dưng biếu không tiền cho anh cả. Không ai muốn thiếu tiền, nhưng ngay từ đầu phải nhận rõ trách nhiệm của mình, không được đổ lỗi cho người khác. Không có tiền, không đủ tiền hay kinh tế khó khăn ư, những tình cảnh đó đều do anh chưa chịu trách nhiệm với đồng tiền của mình. Theo tôi được biết, tiền lương của anh và vợ cộng lại cũng hơn 4 triệu won. Nếu tính toán trước số tiền nhập học cho con thì mỗi tháng tiết kiệm một chút cũng không đến nỗi phải gặp phải khó khăn như hiện nay. Trong lúc đưa ra lời khuyên cho người làm vườn, ánh mắt giáo sư Masu đưa đi đưa lại giữa Chu Sốc Chun và người làm vườn. Mỗi khi gặp ánh mắt thầy, Chu Sốc Chun đều né tránh. Ôi, kệ nó, cuộc sống của nó thì kệ nó tự giải quyết. Có đi học đại học hay không là do nó tự quyết. Nếu đi học thì phải làm thêm một công việc nữa. Vậy đi học còn có ý nghĩa gì? Nó thích tiêu tiền, uống rượu, mua quần áo. Tôi thì chẳng có giàu gì, bình thường cũng không muốn nói nó. Bọn trẻ bây giờ không biết chúng nghĩ gì nữa. Người làm vườn thở dài rồi nói tiếp. Đến tuổi này tôi cũng chẳng ngại gì hết. Đáng ra năm ngoái tôi đã mua một căn hộ có một phòng khách và 3 phòng ngủ rồi. Nhưng về sau thấy lãi ngân hàng cũng khá nhiều. Hơn nữa vợ tôi lại muốn mua một chiếc giường bằng đá. Nói là phải nằm giường đá mới ngủ được. Thực ra là bà ấy đến nhà người ta chơi, thấy có giường đá, thấy rất ấm áp, cho nên mới nghĩ ra như vậy. Đi tàu điện ngầm hay xe buýt rất bất tiện, nên chúng tôi tự lái xe cũng tốn thêm khá khá tiền, nhưng còn cách nào khác. Tốn tiền một chút, nhưng mình cảm thấy thoải mái là được. Phải không anh bạn trẻ? Người làm vườn vỗ vỗ vào đầu gối Chu Sốc Chun, tỏ ý muốn anh đồng cảm với quan điểm của ông ta. Đúng, đúng vậy. Nghĩ đến tình cảnh của mình, Chu Sốc Chun cũng thở dài. Anh chợt nhận ra ý đồ của giáo sư Masu khi ông gọi người làm vườn tới. Giáo sư, nếu em đã nhận thức được trách nhiệm của mình với đồng tiền, thì tiếp theo em nên phải làm gì? Chu Sốc Chun háo hức chờ đợi câu trả lời của giáo sư. Nếu cậu thực sự nhận thức được rằng mình phải chịu trách nhiệm với tình cảnh hiện nay của mình, thì cậu sẽ tin rằng trong tương lai, vấn đề tài chính của cậu sẽ khác đi vì cậu đã nghĩ khác và có lựa chọn khác. Cậu phải giữ gìn chữ tín với tiền của mình, tiềm thức sẽ chỉ cho cậu con đường đúng đắn. Muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì trước tiên phải có mối quan hệ mật thiết với tiền. Cậu thấy thế nào? Giáo sư Masu nói xong, người làm vườn nói phải đi nhổ cỏ tiếp. Ông ta đứng dậy. Khi ông ta đi khỏi, Chu Sốc Chun cảm thấy vô cùng tiếc nuối.